nay anh cũng đã hiểu rõ sự thật về người con gái dối trá phụ bạc là em. Lời từng mang đến cho một lần gặp gỡ một bên thương không lại. Cho thầy đây chia sẻ cho thầy đây. Dùng hết cả thanh xuân dành trọn cho em, vậy mà sao